tiếp tục khởi tố các bị can trong vụ đấu thầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Tối ngày 29 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Huy Lộc, Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Hoàng Nga và Phạm Thị Kim Oanh, Kế toán trưởng liên quan đến vụ án vi phạm đấu thầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Hai bị can bị bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả điều tra, Cơ quan Điều tra đã xác định một số lãnh đạo, cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội là ủy viên hội đồng mua sắm, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, thành viên tổ thẩm định đấu thầu và một số cán bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Định giá IAC Việt Nam đã có các hành vi vi phạm hoạt động đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội, làm tăng chi phí, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước và người bệnh, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của công tác khám chữa bệnh, gây bức xúc trong dư luận. Vậy còn bạn? Bạn nghĩ sao trước diễn biến của vụ việc này? Đừng quên để lại comment dưới video này nhé!